Lần đầu tiên Công an Nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Sự kiện này được đánh dấu bằng mốc lễ trao quyết định của Chủ tịch nước cử một sĩ quan công an làm việc tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Hiện Bộ Công an đã có 8 sĩ quan được Liên Hợp Quốc kiểm tra và đặt các yêu cầu về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình. Trong đó có 4 sĩ quan được Liên Hợp Quốc chọn tham gia gìn giữ hòa bình trong năm nay. Sau hơn 8 năm kể từ khi Việt Nam lần đầu triển khai các sĩ quan quân đội đến phái bộ Nam Sudan, nay Trung tá Nguyễn Ngọc Hải là sĩ quan đầu tiên của lực lượng Công an Nhân dân được Chủ tịch nước cử đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định việc cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc góp phần thực hiện hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, đồng thời nâng cao hơn nữa hình ảnh, vai trò, trách nhiệm của lực lượng vũ trang Việt Nam. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ Công an chính thức thành lập Văn phòng Thường trực về gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc phải nhất quán với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đối ngoại, hội nhập quốc tế với lợi ích quốc gia của dân tộc và phù hợp với hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Các đồng chí sĩ quan Công an Nhân dân lần đầu tiên tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc cần tiếp nối truyền thống thành tựu to lớn của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam để phát huy bản lĩnh, trí tuệ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu của Liên Hiệp Quốc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần tự lực, tự cường và chủ động thích ứng trong thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ với điều kiện khó khăn, phức tạp, theo sáng kiến hành động vì hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tình hình thế giới tiếp tục có nhiều nguy cơ, thách thức vượt trên tầm kiểm soát của bất kỳ một quốc gia đơn lẻ nào và ảnh hưởng trực tiếp đến việc duy trì nền hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Vì thế Việt Nam phải tiếp tục cam kết chung sức đồng lòng với cộng đồng quốc tế để đưa ra các giải pháp ứng phó dưới ngọn cờ của Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước đề nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an nghiên cứu để từng bước tham gia sâu hơn nữa vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, mở rộng lực lượng, địa bàn và vị trí tham gia, nhất là các vị trí tại trụ sở Liên Hợp Quốc.